Đây thành phẩm của hai cháu mình làm đây. Mọi người nhìn thấy ngon không? Rất hấp dẫn luôn. Rồi, bé An ăn thử đi, bé An có tiền ăn thử coi nè. Mọi người cùng ăn với mình nha. Nóng. Nóng quá hả con? Bên trong nó như thế này nè. Rất là ngon rồi. Bé ăn thử đi bé An. Rồi, con thấy là sao? Nóng. Nóng quá hả? Chào mọi người. Hôm nay dì cháu mình sẽ làm món khoai tây chiên giòn. Nhưng mà hôm nay mình không có làm, mình để cho hai đứa cháu mình làm. Lần đầu tiên làm luôn đó. Rồi, hai đứa cháu mình giờ chuẩn bị làm nha. Mọi người theo dõi coi hai đứa nó làm có đẹp không, có ngon không. Mời mọi người theo dõi hai cháu mình làm nha. Làm rồi đi. Con bào đi ăn. Rồi, lần đầu tiên bào luôn nha các bạn. Không có đứt tay đâu con, đừng sợ. Sợ không ăn, sợ đứt tay không? Dạ không. Khoái làm bánh lắm đó. Mà ăn khoái làm bánh lắm mà chưa có ở nhà có mình hà nên buồn không có làm được. Ra gì gì rủ rê nè. Rồi đây là bé An đang gọt khoai tây. Đây là bé Tiền. Bé Tiền sẽ có nhiệm vụ là cắt khoai tây. Hôm nay mình làm món khoai tây chiên giòn. Thì khoai tây này, trọng lượng là 600 khoảng 600 gram. 600 gram. Đây là nguyên liệu để làm ra món khoai tây chiên giòn nha các bạn. Đây là khoai tây 600 gram, nửa muỗng cà phê bột ớt, nửa muỗng cà phê muối, 3 muỗng canh bột bắp và 440 ml dầu ăn. Mình sẽ làm ra món khoai tây chiên giòn nha các bạn. Ôi, con cầm con cắt ghê quá Tiền ơi. Không sao đâu, con cắt chị hoài à. Rồi, hai đứa đã gọt xong. Bé An đã gọt xong 3 củ khoai tây. Và bé Tiền là cắt khoai tây. Con chẻ đâu đi ra? Con chẻ cái đâu đi ra xong con cắt lại. Chẻ kia kiểu kia cũng được. Con dùng tay đó nghe. Cắt nhìn tay yếu quá vậy. Rồi chẻ đâu ra luôn, đúng rồi. Nhìn tay con nó hơi thiêu liêu xíu không sao. Thấy con cầm con dao mà cô nhìn nghe sắc không đúng không? Đúng rồi, về về thôi đó, đúng rồi đó. Mà sắc nhỏ hơn không, tại cái hồi mình cũng luộc mà đúng không? Đúng rồi, bữa nay mình luộc cho nó mềm. Rồi con để hôm nay đi. Nó không ngai không cảm cho mọi người. Không sao, cái này một hồi mình còn mình luộc là mình cũng tán ra thôi, cũng không cần gì đẹp. Ơi từ từ con, cái này chắc làm chắc đứt tay chắc thường lắm luôn. Hay gì đây nè, cầm con dao thấy yếu xìu luôn. Khó đâu, cầm vậy thôi chứ không có đứt. Tốt nhất là không nên cho con vô bếp nha, cho con vô bếp nó hơi nguy hiểm một xíu. Sao? Thì là nó nguy hiểm, nguy phá bàn bếp của mẹ hoài à. Thôi chẳng phải con phá vậy chứ con biết nấu á. Trời
ơi, con nấu đại không mà nó được, mà nấu thiệt thì nó không được. Em cứng quá vậy? Trời hết á. Cắt xong hay mình bỏ vô con? Bỏ vô mình luộc. Mình để vô mình luộc. Vô để mình luộc cho mềm khoai tây. Để cho nó sôi rồi nó mềm rồi mình mới dám ra được. Giờ mình đi chơi đi, chút mình quay lại. Đi chơi một hồi quay lại nó khát ngạt luôn. Rồi, nồi này là khoai tây nó đang sôi các bạn. Mình nấu khoảng 15 phút cho khoai tây mềm ha. Rồi, bé ăn mở nắp ra bé. Con ghim vô coi, coi khoai tây nó mềm chưa. Nó còn cứng nha mọi người. Mình sẽ nấu thêm chút nữa. Rồi mình coi nghe nó mềm chưa. Cái chiếc đũa kìa Tiền. Ăn dở lên nè. Rồi, nó đang hết rồi. Vớt lên cái đó một cái. Vớt. Rồi, âm sọc vô. Rồi mềm rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ vớt ra. Tắt bếp luôn. Hai chị em phối hợp quá ha. Sinh sống chung gia đình thôi chứ phối hợp lắm. Rồi đây khoai tây mình đã nấu chín rồi nha mọi người. Rồi, giờ khoai tây chín rồi đó, giờ ai? Bây giờ mình sẽ nghiền nha mọi người. Rồi, bé ăn nghiền ha. Kéo vô con, kéo vô gần con á. Cho dễ. Đây cầm cho nghiền đi. Đúng rồi đó. Thơm chưa? Mềm không em? Dạ, mềm. Tại mình luộc lâu rồi á. Nay là mình về là làm cho mẹ ở nhà ăn được rồi ha. Cũng dễ mà phải không con? Dạ. Ví dụ như cây nghiền này, cây này nè. Con ở nhà con không có thì con lấy cái muỗng á. Muỗng còn muỗng mà cái nĩa đó. Dạ. Bỏ vô máy xay sinh tố xay ra luôn được không? Con hay quá. Cái đó thì quá nhuyễn. Rồi cái nĩa đó ăn có thể là ăn nghiền nghiền ra cho mọi người xem coi em đó. Cái nĩa này mình cũng có thể sử dụng được nha mọi người. Rồi giờ mình bỏ cái gia vị vô đi em. Đây cô lên đưa xem. Rồi cái này bây giờ mình sẽ bỏ nửa muỗng cà phê bột ớt đi nha mọi người. Mình ít chừng thôi. Giờ mình sẽ bỏ thêm nửa muỗng cà phê muối mình đã đông vô đây rồi nha mọi người. Còn cái này là 3 muỗng canh bột bắp, bây giờ mình bỏ vô nha. Đổ hết luôn. Rồi con trộn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ trộn thôi. Tiếp theo mình sẽ bỏ 40ml dầu ăn vô nha. Trong đó không dầm.
Con rớt rồi. Rồi mình trộn đều luôn nha. Mổ tay chưa con? Rồi, đợi đợi đợi. Đổi tay. Cái âm thanh thật ồn ào rồi đó. Thật ồn. Bóc luôn hả em? Khỏi khỏi lấy muỗng luôn hả? Lấy cái muỗng cho nó đều không? Cái đó không chọn. Đó, đây là của tiền đây. Đọc của em nè bạn, ăn bịch. Cái nhân đậu này giống làm bánh gì ta? Bánh ít phải không? Em nó có chuối vô đó luôn. Rồi xong rồi mọi người ơi. Rồi còn một viên nữa. Chắc con viên nữa ăn ha. Dạ. Nào, đưa cái cho tiền. Còn không? Không. Hơi biếu một xíu không sao. Rồi, đã hoàn thành. Rồi, giỏi quá, hai đứa giỏi quá. Rồi. Mình bắt chảo lên đổ dầu vô nha các bạn. Cái đó có bột có xôi rồi. Tôi mới đầu ăn. Bây giờ mình sẽ chiên thử nha mọi người. Nó sâu rồi ha. Ôi nó xẻo rồi. Đây đây đây, bỏ cho. Thôi 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 thôi. Con chó nó cũng mệt nó ngủ rồi. Ăn ăn xay qua xay ăn. Chín rồi. Thôi nó cũng vàng rồi đó. Lấy cái gì phút ra không? Rồi bánh chín rồi nha mọi người.
ớt vô xí muội đây, xịt vô rồi hai chị em mình tự thưởng đi. Ký mình đã làm xong món khoai tây chiên giò nha mọi người. Đây thành phẩm của hai cháu mình làm đây. Mọi người nhìn thấy ngon không? Rất hấp dẫn luôn. Rồi bé An ăn thử đi, bé An có tiền ăn thử coi nè. Rồi mọi người cùng ăn với mình nha. Nóng. Nóng quá hả con? Bên trong nó như thế này nè. Rất là ngon rồi. Bé ăn thử đi bé An. Nè, con ăn này. Rồi, con thấy là sao? Nóng. Nóng quá hả? Đúng không? Thấy nóng đúng không?